Oh.
Học hỏi rất là vui được gặp các bố các mẹ ở đây. Đấy, các bố các mẹ là bên hội đồng thẩm định, đấy, hội đồng phép duyệt, hội đồng quản trị, hội đồng kiểm tra bảo vệ sức khỏe cho A Páo mỗi lần khi đi chậu xô từ các tỉnh về đến thủ đô, thì các bố mẹ lại hẹn hò kiểm tra sức khỏe A Páo một lần nữa. Cứ xong một xô một chậu hay là một tour chậu xô ở các tỉnh là các bố các mẹ lại họp bàn xem là kiểm tra sức khỏe xem A Páo có đảm bảo chất lượng để tiếp tục công việc lại chạy xô không. Bố An Núi là người kiểm tra đầu tiên là giọng có bị rè không, có bị yếu không, hay là có ảnh hưởng gì đến thánh đới không. Thì hôm nay là rất là vui là được gặp các bố các mẹ ở đây. Thì trước khi mà ăn cơm thì con xin phép được tặng các bố các mẹ bản sáu mông. Đề nghị bố mẹ cho một tràng pháo tay hội đồng quản trị. Chiếc sáo này là đã gắn liền với con là khoảng tầm 10 năm rồi. Tuy rằng bầu thì bị các cô gái Việt Z là giữ lại bầu, đây cứ thấy quả bầu của con là trộm mất luôn, không trộm nhưng xin được có bầu thì con cho rồi. Đấy, thì bây chỉ có cái thòng lọng thôi. Các cô gái Việt Gen là yêu quá nhưng cầm làm bầu rồi. Con xin phép là được tặng các bố các mẹ hội đồng quản trị. Cho con một tràng pháo tay nữa để tổng kết tinh thần. Thẩm định. Hội đồng thẩm định này, kiểm tra sức khỏe, kiểm tra âm nhạc đây. Thank you.
Cả nhà thân mến, hôm nay là có bố An Úy hai bên trưởng ban bên quản trị đấy, giọng ca vàng ở trong hội đồng thẩm định, thì con xin phép là được được nghe được ghi âm lại giọng ca của bố hôm nay. Bố là sức khỏe dồi dào đấy, đảm bảo chất lượng đấy, để hát tặng cả nhà. Đây là mình tìm em cũng vì sống lắm, khán giả của con là hỏi thăm bố suốt mà con cũng không kịp trả lời. Em bố cầm mic để hát luôn đấy, cả nhà cho một tràng pháo tay đấy, động viên tinh thần đấy, để con kẹp mic cho bố đấy, đấy. Nhiều khán giả của trên kênh con là cứ hỏi thăm bố An Úy bao nhiêu tuổi rồi, sao mà giọng hay mà phong độ thế đấy. Con bảo là bố đã bảo chưa có người thương, chưa có người yêu, vẫn là trai tân đấy. Ê, cả nhà cho một tràng pháo tay để bố hát nhé. Con gõ nhạc cho, lấy cho con đôi thìa. Cái gì mình lại nhập hai cái thìa là được, nhạc là được. Đấy, đấy. Bố hát mộc cũng được, hát mộc cũng được. Đấy, không cần đấy. Bố hát mộc quá. Hát mộc đây này. Đấy, nhạc đây. Một chiều bên dòng sông Nam, anh gọi em cô gái lai đò. Khi đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lỡ anh ở bên bồi. Câu chuyện đôi ta thương nhau, bên dòng sông in bóng trắng về. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Cùng sẵn ngủi môi chặt mặn, thương anh cũng rồi nhớ em. Cứ nhớ về cánh cò rồi bên sông, cô lái đò xưa nay còn người ta. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về vì anh trao muôn em trở lại, em sang sông lấy trong bỏ mặc bên đó xưa, quên câu thương câu chờ lời hẹn người ơi. Chiều về sao chiều gọi căng lên tiếng hò gọi em cô lái đò này ơi. Anh nhớ hôn em trên quán bên cạnh đông tôm cá còn thương nhau, anh trở về tình hài đò xưa. Núi Hồng ơi, tránh chi đò lỡ thêm tình, người ơi thương nhớ nên anh đi. Rồi, cả nhà thân mến, hôm nay là bố An Úy ngồi gần bố Đô La. Đấy, mà bố An Úy mà bố Đô La mà đi với nhau thì kiểu gì cũng được nhiều chậu xô. Bố Đô La là một gọi là một núi Đô La luôn. Núi Đô La. Đấy, cho nên là hai bố mà chạy xô với nhau lại còn mà bố
mà bố đến gọi là gì nhỉ? Bà đang ở trong tình trạng là hộ cận nghèo, hay là tái nghèo bố? Bố là tái nghèo đúng không? Mà phải đi với bố đô la với bố ăn uống thì là thoát nghèo. Hiện tại là bố đang là cận nghèo mà tái nghèo. Chương trình là hôm nay là các bố là tự hát cho nhau nghe để kiểm tra lại giọng xem có tốt không. Mà bố ăn núi hôm nay bố đô la ngồi hát là đấy, hôm nay là được mấy trăm nghìn đô la luôn. Đấy, chương trình áp báo với các bố xin phép được khép lại tại đây. Chúc cả nhà một bữa trưa vui vẻ. Đấy, hôm mình làm với nhau kiểu ảnh này để ăn cơm này. Cả nhà ơi, hiện tại áp báo đang có mặt ở thủ đô đây. Hôm nay là mới phát hiện ra, khai quật ra một không biết nên nói như thế nào. Bây giờ bố con gọi bố bằng ông thì cũng trẻ quá. Ông bố trẻ luôn đi. Gọi bố cho khỏe nhé. Đúng rồi bố. Đấy, con gọi bố thì không bao giờ gọi bố. Bố thì giao, là vừa. À, đây là bố. Bố Giao. Tên là Giao. Bố tên là Giao. Con tưởng là bố cầm dao thì con chạy. Bố Giao. À, ngày xưa là bố là bố là đam mê ca hát, nhưng mà khi đi thi giọng hát thì bố ghi thành đi thi bác sĩ. Không phải là ghi thành ca sĩ. Đúng rồi. Thì bố ghi nhầm. Thế bị chuyển sang khoa bác sĩ chứ không phải khoa ca sĩ. Thế là bị thi trượt vô nhỉ. Sang lại trượt là thi vào đúng là khoa bác sĩ này. Bố là còn đi sang bên này khoa điều tiết thì vất vả quá. Hôm nay A Báo đến đây thử ca một đoạn xem nào. Hôm nay về là thăm các bố, các mẹ. Đấy. Các bố, các mẹ là yêu mến A Báo là bật nhạc cả ngày cả đêm. Đấy, hôm nay là con ru cháu ngủ cả bài của A Báo. Khi nào cũng tìm em câu ví sông Lam. Là nghiện bây giờ đến mức gọi là cảnh giới cao nhất rồi. Vô phương cứu chữa. Bệnh này là bố cũng không chữa được. Bởi vì là khoa thần kinh trung ương cũng bật nhạc của con suốt. Thế là cũng thành liều thuốc là chữa bệnh luôn. Ngày nào cũng bật nhạc A Báo, nếu không bật nhạc là các khoa là cũng rầm rộ luôn. Cứ bật nhạc là ru ngủ luôn. Con cảm ơn bố nhé. Thế bố yêu nhất bài nào của con? Đấy, bài về sông Lam đấy. Nghe tính đấy. Một đoạn xem nào. Tìm em có bị sông Lam. Con hát nhưng bố là nghiện nên bây giờ là hát để đỡ nghiện à? Là hát để đỡ nghiện, trong lúc chờ đợi. Đây. Phía bên này là các bố là đây, bố An Núi đang ngồi phía bên này. Đấy, bố An Núi cũng nghiện này. Các mẹ cũng nghiện ở đây. Phía bên này là bố càng nghiện nặng hơn. Đêm nào cũng nghe. Mà bây giờ đang thuộc diện là xóa đói giảm nghèo thì không bây giờ tái nghèo. Bố đang tái nghèo con ơi. Không nghe nữa rồi. Đấy, bố đang tái nghèo. Bây giờ nhưng mà bố là có nền âm nhạc là bền vững nhá. Thế các mẹ ngày nào cũng bật cả ngày cả đêm. Bố ăn núi thì nghiện lâu lắm rồi. Bố phải chú chưa nhà không ăn đâu. Đấy, còn là bố đô la đây. Từ khi mà gặp bố đô la đến bây giờ là đô la vẫn thế. Đô la vẫn không lên giá đâu. Đô la vẫn không lên giá. Giá vẫn thế. 100 đô thì có 2.3 thôi. Còn bây giờ con xin phép là hát tặng bố Giao. Không hát thì sợ bố cầm dao. Đấy, bố mà cầm dao thì con cũng chạy đấy bố ạ. Đấy, con hát bố cầm dao thì con cầm chén nhá bố nhá. Rồi. Cũng ngày xưa là bố cũng vất vả lắm, đi thi khoa ca sĩ mà ghi nhầm thành chữ xấu thành bác sĩ. Đúng không bố? Đúng rồi. Ui giời, cũng thương cho bố. Bố là đi nhầm nghề đấy nhá, cũng có bố cũng thành ca sĩ chứ. Bây giờ A Báo xin phép được hát tặng bố. Bố thích hát nửa bài hay cuối bài hay giữa bài hay từ đầu luôn hả bố? Từ đầu luôn đi. Từ đầu à? Con xin phép hát tặng bố nhá. Bố bình tĩnh nhá. Rồi. Bố không có dao đâu nhỉ. Đấy, tên bố là tên Dao. Thần Dao cách cả đây.
À để con mượn thìa một tí, không có nhạc cụ gì hôm nay là sáo bầu là vỡ bầu. Đây này, này, gõ gõ này được rồi. Một chiều đến dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lữ anh nhớ bên bồi. Câu đời câu chữ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Một câu vì anh trao nửa câu vì em thương. Cù săn cù khoái môi chặt mặn, thương anh rồi nhớ đời em. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lệ trông bỏ mặc bến đò xưa, quên câu thương câu chờ lời người ơi. Nắng chiều về xa diêu gọi trăng lên, tiếng hò gọi em với cho ngày ấy. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, anh trở về tình lại đó xưa. Núi Hằng ơi, trách chi đó lỡ duyên tình, người ơi thương nhớ nên anh đi tìm câu. May qua hôm nay có bố A Núi hỗ trợ A Báo thanh nhạc luôn. Bây giờ đấy. À, ta cho cả nhà đi ăn cơm. Đấy, Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác sơ tôi trở về Hà Nội. Hà Nội hoa rất đẹp cả nhà nhé, bằng lăng tím. Hoa tím bằng lăng. Hoa tím một chiều trên đồi bằng lăng. Nhà của bác Vượng to nhất và cao nhất đây. Vất vả đây. Cả nhà hiện tại A Báo đang có mặt ở thủ đô đây. Hôm nay là mới phát hiện ra, khai quật ra không biết nên nói như thế nào. Bây giờ bố con gọi bố bằng ông thì cũng trẻ quá. Ông bố trẻ luôn đi. Gọi bố cho khỏe nhé. Đúng rồi bố. Đấy, con gọi bố thì cũng bây giờ gọi bố. Bố giao, thì là vừa. Bố giao. À, đây là bố. Bố giao. Tên là giao. Bố tên là giao. Con tưởng là bố cầm giao thì con chạy. Bố giao. À, ngày xưa là bố là đam mê ca hát, nhưng mà khi đi thi giọng hát thì bố ghi thành đi thi bác sĩ. Không phải là ghi thành ca sĩ. Đúng rồi. Thì bố ghi nhầm. Thế bị chuyển sang khoa bác sĩ chứ không phải khoa ca sĩ. Thế là bị thi trượt bố nhỉ? Sang lại trượt là thi vào đúng là khoa bác sĩ này. Bố là còn đi sang bên này khoa điều tiết thì vất vả quá. Hôm nay A Báo đến đây thử ca một đoạn xem nào. Hôm nay về là thăm các bố các mẹ đấy. Các bố các mẹ là yêu mến A Báo là bật nhạc cả ngày cả đêm. Hôm nay là con ru cháu ngủ cả bài của A Báo. Khi nào cũng tìm em câu ví sông Lam. Là nghiện bây giờ đến mức gọi là cảnh giới cao nhất rồi. Vô phương cứu chữa.
bệnh này là bố cũng không chữa được, bởi vì là khoa thần kinh trung ương cũng bật nhạc của con suốt, thế là cũng thành liều thuốc là chữa bệnh luôn, ngày nào cũng bật nhạc A Páo, nếu không bật nhạc là các khoa là cũng rầm rộ luôn, cứ bật nhạc là ru ngủ luôn. Con cảm ơn bố nhé. Rồi, cảm ơn. Thế bố yêu nhất bài nào của con? Đấy, bài về sông Lam đấy. Về kinh đấy. Hát một đoạn xem nào. Tìm em có về sông Lam. Còn con hát nhưng bố là nghiện nên bây giờ là hát để đỡ nghiện à? Là hát để đỡ nghiện, trong lúc chờ đợi. Đây. Phía bên này là các bố này, đây bố An Núi đang ngồi phía bên này. Đấy, bố An Núi cũng nghiện này. Các mẹ cũng nghiện ở đây. Phía bên này là bố càng nghiện nặng hơn. Đêm nào cũng nghe. Mà bây giờ đang thuộc diện là xóa đói giảm nghèo thì không bây giờ tái nghèo. Bố đang tái nghèo con ơi. Giống nghe đó rồi. Đấy, bố đang tái nghèo. Bây giờ nhưng mà bố là có nền âm nhạc là bền vững nhá. Thế các mẹ ngày nào cũng bật cả ngày cả đêm. Bố An Núi thì nghiện lâu lắm rồi. Bố phần chú chưa nhà, không ăn đâu. Đấy, còn là bố đô la đây. Từ khi mà gặp bố đô la đến bây giờ là đô la vẫn thế. Đô la vẫn không lên giá đâu. Đô la vẫn không lên giá. Giá vẫn thế. 100 đô thì có 2.3 thôi. Đấy, còn bây giờ con xin phép là hát tặng bố dao. Không hát thì sợ bố cầm dao. Đấy, bố mà cầm dao thì con cũng chạy đấy bố ạ. Đấy, con hát bố cầm dao thì con cầm chén nhá bố nhá. Rồi. Cũng ngày xưa là bố cũng vất vả lắm, đi thi khoa ca sĩ mà ghi nhầm thành chữ xấu thành bác sĩ, đúng không bố? Đúng rồi. Ý giời, cũng thương cho bố. Bố là đi nhầm nghề đấy nhá, cũng có bố cũng thành ca sĩ chứ. Bây giờ A Páo xin phép được hát tặng bố. Bố thích hát nửa bài hay cuối bài hay giữa bài hay từ đầu luôn hả bố? Từ đầu luôn đi. Từ đầu à? Con xin phép hát tặng bố nhá. Bố bình tĩnh nhá. Rồi. Bố không có dao đâu nhỉ. Đấy, tên bố là tên dao. Đấy, thần dao cách cả đây. Để con ngượn thìa một tí, không có nhạc cụ gì, hôm nay là sáo bầu là vỡ bầu. Này, gõ này ngược kìa. Một chiều đến dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lại đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lại đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lữ anh nhớ bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Một câu vì anh trao nửa câu vì em thương. Cù sẵn cù khoái môi chạt mặn, thương anh rồi nhớ đời em. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đò xưa, quên câu thương câu chờ lời người ơi. Nắng chiều về xa diêu gọi trăng lên, tiếng hò gọi em với cho ngày ấy. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, anh trở về tìm lại đó hào xưa. Ngùi hằng ơi, trách chi đó lỡ duyên tình, người ơi thương nhớ nên anh đi tìm câu.
mày qua mày có bố A Núi hỗ trợ A Báo thanh nhạc luôn. Bây giờ này đấy. À, ta cho cả nhà đi ăn cơm. À, cả nhà ơi, A Báo đang ở Bến Hòa. Cây nhà rất to, đêm nay ở đây nhà quá khủng luôn rồi. 36 tầng ở nhà nhé. Tao tứ tầng ở trên tầng 36, thì là bác sẽ quay lại phòng của nhà này. Bây giờ sẽ là đi ăn cơm cùng cả nhà đó. Đấy. Mọi người đó. Cả nhà đang lấy xe để đón A Báo đây. Các mẹ ơi.